Chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nguyễn Family Boston. À, hôm nay thì mình sẽ thay giá thể chậu lan hồ điệp thơm này nha các bạn. À, cây lan này thì mình nhận được có 3 lá thôi các bạn, nó cũng không tốt lắm nha. Cây lan chỉ có 3 lá thôi và đang có một hoa. Hoa này thì nó đã sắp tàn rồi các bạn, cho nên mình sẽ thay chậu luôn nha. À, đây là cái tên của cái cây này nha các bạn. Cái ID của nó đó. Pevalesa và Sumatra. Cái cây này thì có mùi hương thơm, rất là ngọt, mùi trái cây. À, theo lý thuyết thì các bạn không nên thay chậu khi mà vừa đem về nhà. Các bạn phải đợi khoảng 30 ngày thì các bạn mới thay chậu để nó quen với môi trường trong nhà mình. À, nhưng đối với mình thì khi mà cái cây vừa đến nhà, là mình sẽ thay chậu liền các bạn vì mình không có chịu được cái mùi mốc của cái moss của người người ta trồng trong cái vườn đó các bạn. Thì nó rất là hôi và nó ẩm mốc và cái moss này đa số là đã cũ rất lâu rồi. Cho nên mình nhân dịp này là mình tháo ra luôn vì nhiều khi có những cái con nào trong giá thể đó các bạn thì mình đem ra luôn lúc này mình không muốn nó bò hoặc là nó lây qua cái cây của mình nha vì cái mùa này đa số khi các bạn mua lan hay có những con rệp phấn trắng vì đây là mùa của nó đó các bạn, hầu như nơi nào cũng có hết nha. À, khi các bạn không có xử lý tốt đó thì nó sẽ lây qua bộ sưu tập của các bạn và mình tiêu diệt rất là khó khăn nha, một thời gian dài. Cái cây này thì rễ cũng còn khá tốt nữa các bạn, nhưng mà rễ đa số là rất là mỏng không có to nha, cái lá thì dày và to nhưng mà rễ thì rất là mỏng. À, cái giai đoạn mà tốt nhất để mình thay chậu đó là cái giai đoạn cây đang phát triển, có nghĩa là cái đầu rễ nó đang mọc hoặc là đang mọc lá thì cái giai đoạn đó là các bạn thay chậu rất là tốt vì cái cây nó sẽ phát triển rất là nhanh và mọc nhanh vào giá thể mới. À, thì bao giờ cũng vậy khi mà mình gỡ cái moss ra như thế này thì mình đã ngâm với b 1 nha các bạn mình sử dụng 1 ml B1 trên 1 lít nước để mình ngâm cái giá thể của nó ngâm moss tới các bạn để mềm và cái rễ nó không có bị giòn nó mềm và nó dai thì dẫn đến nó không bị gãy và khi mình mở ra cũng rất là dễ dàng khi thay chậu mình tưới B1 thì giúp cho cái cây nó chống sốc và đỡ phải rụng lá hoặc là thúi rễ đó các bạn bây giờ thì mình sẽ dùng cái kéo mình cắt bỏ những cái rễ thúi nha các bạn vì cái cây này còn khá nhiều rễ cho nên mình thấy cái cây rễ nào mà thúi mà dập đó các bạn thì mình cũng mạnh dạng mình cắt bỏ luôn nha nếu mà bạn nào không biết rễ nào thúi thì mình có thể bóp nha mình thấy nó mềm thì đó là rễ thúi đôi khi mình nhìn nó màu đen cũng chưa hẳn là rễ thúi các bạn rễ già nó màu đen nhưng mà nó không có mềm thì đó là rễ cũng vẫn còn tươi đa số những cái phần lỗi chính giữa này các bạn những cái rễ này rất là cũ và hay bị hư bị thúi lắm các bạn thì sẵn đây mình sẽ cắt luôn những cái rễ chính giữa nè những cái rễ chính giữa này nó bị dập nó bị gãy đó các bạn cho nên mình cắt nó bỏ luôn vì trước sau gì nó cũng rất là dễ bị thúi cho nên sẵn tiện mình dọn nó luôn nha để cho nó có chỗ mọc ra rễ mới vì cái cây này rất là nhiều rễ các bạn cho nên mình sẽ cắt cây này nhiều rễ lắm những cái rễ mà chĩa lên trên mà khô như thế này nè các bạn thì mình cũng cắt luôn nè những cái rễ khô đó giờ thì mình sẽ đi rửa cái rễ ra bằng nước và mình rửa lá cho nó sạch tở nha các bạn à, cái cây này nó có một phần là lá bị hư nè các bạn à, lá bị à, thúi đó bây giờ nó còn một phần thôi thì mình dùng tay mình đem ra không được thì mình sẽ sử dụng cái nhíp nha mình kéo ra như thế này mình dọn cho nó sạch sẽ cái gốc nha những cái phần này dễ làm cho nó thúi thân lắm các bạn nếu mình để sau khi mình làm xong thì mình sẽ xịt thuốc sát trùng nha các bạn mình xịt những phần mình cắt rễ bỏ và những phần mình xé đó các bạn thì làm cho lành vết thương mình sát trùng nữa nha hôm nay thì mình sẽ trồng cái cây lan này vào trong cái chậu tự hút nước mà mình tự chế nha các bạn nếu bạn nào lần đầu tiên xem video của mình mà không biết về cái chậu tự hút nước tự làm thì các bạn có thể vô phần playlist trồng hoa mình có hướng dẫn các bạn tự làm chậu hút nước nha bây giờ mình bỏ hai sợi dây vào như thế này nè À, còn những vật liệu trồng lan thì các bạn có thể click vào những đường link bên dưới video lúc nào mình cũng có để sẵn thì các bạn mua trên Amazon nha click vào đường link đó và mua trên Amazon thì mình để hai sợi dây như thế này nè các bạn để nó tự hút nước lên nha phía dưới đáy chậu thì mình sẽ để một ít đất nung nha để cho thoáng đó các bạn giờ mình sẽ bỏ cái lan vào nha mình để một bên như thế này vì đối với lan hồ điệp thơm là tự nhiên là nó nghiêng một bên như thế này các bạn mình không trồng thẳng đứng giống như lan hồ điệp thường nha mà nó nghiêng như thế này qua một bên thôi cây lan này không có tốt nha các bạn có ba lá thôi rất ít lá hy vọng là khi mình trồng nó sẽ ra lá nhiều cho mình thì mình để nó nghiêng một bên như này các bạn giá thể thì mình sử dụng là vỏ thông trộn với Pertlite và một ít Vermiculite nha các bạn à, Vỏ thông thì mình sử dụng vỏ thông của New Zealand à, Đây là loại vỏ thông có chất lượng rất là tốt Thì mình bỏ từ từ vô như thế này nha à, Những cái nào mà nó còn ở trên đó thì mình lấy cái cây nha à, Mình chọt chọt cho nó rớt xuống nha Mình sẽ bóp như thế này, mình sóc như thế này Để cho những cái giá thể nó rớt xuống bên dưới nha các bạn rồi mình sẽ bỏ vào thêm hai sợi dây thì mình sẽ bỏ tận bên trên như thế này nhé các bạn à để nó hút nước lên tận trên mặt vì trên bề mặt rất là khô trong cái môi trường nhà mình rất là khô lúc nào trên bề mặt cũng rất là khô các bạn phía trên mặt thì mình sẽ bỏ một ít moss như thế này để giữ ẩm cho bề mặt đó các bạn à đối với mình thì mình thích sử dụng đá hơn nhưng mà bây giờ mình hết đá nên mình bỏ đỡ moss nha bây giờ đã xong rồi nè các bạn do mùa này mình mua thường hay gặp những con rẹp phấn trắng lắm các bạn cho nên mình muốn rửa cái lá để tiêu diệt nếu mà có nha thì mình sử dụng cái dung dịch tự pha như thế này um, listerine, một ít listerine là nước xúc miệng đó các bạn và chanh cộng với nước rửa chén nha thì mình pha mỗi thứ một ít như thế này trộn với nước nữa các bạn và một ít alcohol nữa thì mình sẽ dùng cái miếng giấy đó các bạn mình rửa như thế này nè ha mình rửa sao cho nó sạch nếu mà có những con gì nó có trứng trên trên cái lá thì nó cũng bị tiêu diệt các bạn và cách này thì giúp cho cái lá nó sạch sẽ nữa nó đẹp nữa rất là bóng luôn. mình rửa như thế này, sau khi mình rửa xong là mình đem đi rửa lại nước liền nha các bạn, mình không để nha. các bạn nhớ là mình phải đi rửa lại nước cho thật là sạch. À, sau khi mình thay chậu xong qua ngày hôm sau này các bạn, thì các bạn thấy cái lá rất là sạch luôn nha. Sau khi thay chậu thì mình sẽ tưới B1 nha các bạn à, Mình tưới B1 cho đến khi mà ra rễ Thì mình sẽ ngưng nha Cái hoa này hôm nay thì nó đã héo lắm rồi các bạn Thì mình sẽ ngắt bỏ nó luôn nha Để cho nó chừa năng lượng Và nó sẽ mọc ra những cái bông hoa mới Thật ra đối với những cái cây mà như thế này mình chỉ muốn nó mọc thật là nhiều lá thôi chứ mình không có quan tâm là nó có hoa nữa các bạn vì khi nó có lá thì nó sẽ tốt hơn là có hoa trong lúc này vì nó chỉ có ba lá thôi thì mình sẽ tưới b1 và mình ngâm nó trong b1 nha các bạn mình sẽ để cái mực nước cao lên đụng cái đáy chậu bên trong đó các bạn thì nước nó sẽ bốc hơi lên nha thì khi nào mà mình thấy nó rất là khô ở dưới bắt đầu khô nước nhiều thì mình sẽ chăm nước cho thêm và mình tiếp tục tưới b1 cho đến khi mình thấy nó ra rễ mới thì mình ngưng. và trong giai đoạn này thì mình sẽ không bón phân nha. À, các bạn ơi sau một thời gian thay chậu thì hôm nay à, cái vòi hoa này nó đã thêm một nụ mới cho mình và nó đã mọc ra một bông hoa mới cho mình nè các bạn. thì hôm nay cái hoa đã nở rất là xinh luôn nè. Cái màu cực kỳ xinh, dễ thương lắm các bạn Nó hơi màu tím hồng Rất là đẹp và thơm nữa các bạn Nó vẫn chưa ra lá mới cho mình Nhưng mà nó ra cái hoa mới nha Cái hoa cực đẹp luôn các bạn Cái màu, màu rất là xinh và thơm nữa à, Các bạn có thích màu hoa này không nè à, Nếu mà các bạn thích thì các bạn bấm like cho mình nha Cái xếp hoa rất đẹp luôn các bạn à, Màu đẹp, xếp hoa đẹp Lại có mùi thơm nữa các bạn nói chung là mình rất là thích cây hoa này vì cái lá đẹp, cái lá rất là dày và to nha, lá tròn dài to, cái lá đẹp, hoa đẹp luôn và có mùi thơm nữa các bạn, cái nhụy nó màu vàng nên rất là đẹp. Rồi đối với cái cây này thì mình không biết là nó sẽ ra hoa nhiều hay ra hoa ít các bạn, vì mình mới có thôi nên mình không biết nha. thì như các bạn xem cái lá nè. Cái lá thì nó dày và tròn dài đó các bạn Thì các bạn thấy cái lá nó vẫn còn cứng cáp nè Hôm nay cứng cáp, nó không có bị mềm, không bị héo Nói chung là khá ok Sau lưng cái hoa cũng rất là dễ thương nè các bạn à, Thì hôm nay mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn à, Nếu các bạn có thích video của mình thì các bạn hãy bấm like, share và bấm subscribe Để đón xem những video tiếp theo của mình nha À, tạm biệt các bạn hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo bye